Thưa quý vị và các bạn, trước phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành trên các tuyến đê thuộc địa bàn hai huyện Kim Động và Khoái Châu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và đời sống của nhân dân. Ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. Đây được xem là động thái tích cực và kịp thời của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động giao Công an huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với các ngành như Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định. Đặc biệt là trước trong thời điểm diễn ra bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chỉ đạo công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm ngay tại đầu các bến khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, những thiệt hại do xe quá khổ quá tải gây ra, để các lái xe, chủ phương tiện, chủ bến khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng biết và thực hiện.